xin chào các bạn nha. Hôm trước thì mình có đăng một cái bài đăng trên tách cộng đồng hỏi các bạn là mình nên làm chủ đề hướng dẫn làm squishy giấy hay là gói hàng. Mình thấy các bạn chọn gói hàng nhiều hơn nên hôm nay mình làm nè. Đây là những cái phần quà mà mình tặng cho em ấy nha. Đây mình có tặng một cái bé mực siêu chậm tăng nè. Và em này cũng đã mua hàng bên mình 2-3 lần rồi nên là mình rất là quý. Hôm nay thì em ấy hốt hết squishy bên mình luôn. Ok, tiếp theo là những cái hàng mà em ấy đặt nè. Đoạn sau thì mình không có lòng tiếng nên mình mong các bạn xem video vui vẻ nha. Bye bye.